Hello, Dì Lâm xin chào các bạn. Hôm nay Dì Lâm rất là vui khi được tham gia cái chương trình thử thách mới cùng chúng ta nè. Sao không cho em giới thiệu gì hết vậy? Thì anh nói xong rồi em nói. Chào các bạn, mình là Sơn Thảo. Quá trời đồ ăn luôn. Thích không? Như một bữa đại tiệc vậy đó. Hôm nay là thử thách của khán giả gửi cho Duy Lâm và Sơn Thảo, đó là thử thách cuốn bánh tráng trộn. Cuốn bánh tráng nội nhà em cuốn hoài, ăn hoài. Không, cái thử thách này khán giả dễ thương lắm em. Khán giả gửi về cho mình thử thách cuốn bánh tráng trộn, nhưng mà những cái sản phẩm mình ăn á, đó là thứ nhất dầu hào. Dầu hào làm gì chưa vậy? Dầu hào là em trộn với các nguyên liệu nè. Đó. Thứ hai là chao hay là chao. Thứ ba là ớt bột. Em bên đó gần giới thiệu đi. Ớt bột và đậu phộng, cái này dễ ăn nè. Xúc xích, xoài. Kẹo cốm. Này là kẹo cốm hả? Kẹo cốm, rồi rau răm. Trứng cút. Cái này là khô mực khô bò. Này khô mực khô bò. Bên kia mới kinh khủng. Còn cái này là tương cà. Siro. Mắm tôm, rồi mayonnaise và wasabi. Ai mà ăn không được 3 cuốn bánh tráng trong vòng 3 phút đúng thì rồi. Sẽ bị phạt. Dạ. Kẹo khối. Kẹo khối. Món kinh khủng của đại thảo mấy lần. Ngày nay quen em biết chưa? Không có. Rồi bây giờ ai bắt thăm trước? Em biết. Em bắt xong 3 cái là cuốn luôn. Đâu, bây giờ em bóc 3 cái rồi em cuốn 1 cuốn. À đúng rồi. Trứng cút. Trứng cút. Cái này em thích nè, Trứng cút, coi nào em bóc hết. Ê, hình như là em phải để lên cái này đúng không? Sao ta? Ủa, này mình phải nhúng nước rồi chứ. Phải nè. Bây giờ trước tiên là em nhúng nước, này kinh nghiệm của anh nha. Mình bỏ nước vào, cái mình để xuống đây, mình để những nguyên liệu mình lên, mình cuốn. Vào. Cái này không có nha. Ủa sao nó giống kỳ vậy? Chứ sao? Trời ơi, bây giờ gì nè, bỏ lên. Em bỏ trước cút đi. Sao anh lấy tay bóc vậy? Em lấy tay bóc ở đây. Em lấy cái muỗng múc đàng hoàng. Các bạn có thể tu lại và coi. Xin lỗi. Chắc anh không cào giống em. Nhưng mà em làm nhiệt tình tí xíu đi nè, đúng không? Bỏ vào. Mẹ ơi. Đó, em cứ nghĩ là trong lúc em cuốn thì anh làm cái miếng của anh đi. Sao nè, anh chỉ cho em ra em đòi cái gì nữa. Khó cuốn dẹp hết rồi, nhão nhẹt cái rồi. Rồi tự làm đi. Trời ơi, cuốn không các bạn ơi. Rồi này đấy. Cái ngon quá, hấp dẫn quá. Đây cái này, nó lăn. Xây của anh. Siro hả? Trời ơi. Lâu răm. Kỳ không vậy? Nhưng mà ví dụ như giờ em bóc một cái trứng cút rồi em có được bỏ 2 cái trứng cút không? Không, em bỏ cho anh. Xúc xích, cái này được nè. Ok. Wasabi hả? Trời ơi, đọc tưởng wasabi nè của em nè. Nè anh đọc anh tưởng là cái gì, bò đó. 3 cái thôi hả? Em thấy nó bị xíu. Ủa, là cái này là cái nguyên liệu cái em bóc thăm được á. Ủa, em bóc luôn hả? Là anh phải ăn cái này với anh. Đau thì phải bóc thăm chết đúng rồi, bóc thăm 3 cái nó rồi. Sao mà cái trứng này nó lăn. Của anh là gì? Anh muối tôm. Muối tôm là cái này nè. Cái đen thui này. Ừ, cái này dễ ăn hơn á. Dạ, cảm ơn em. Sao sao mà cái cuốn bánh tráng này nó hèn hả? Anh thấy nó sai hoàn toàn luôn em. Vậy ăn. Thảo nè, hay là một xíu mình cuốn 2 cuốn này xong á, còn cái cuốn cuối cùng á là anh cuốn cho em và em cuốn cho anh. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng, thứ tha cho quá khứ.
có nghĩa là anh bóc thầm anh bóc cái gì đó rồi anh đưa cho em ăn rồi em đưa cho anh ăn. Được thôi. Được thôi. Vậy này là cuối thứ hai đúng không? Okay. Rồi nghe đi, được tới cuối cuối cùng. Ôi, tao lần này, tao lần này, tao lần này luôn á. Em nhờ sao tách được hai cuốn này ra ta? Thôi nói chung là cứ ăn ba. Ê, dẹp ăn từng cuốn nha. Nhưng mà sao tách là được, anh tách là được không? Không, chuyện của em. Ủa nhưng mà miễn sao 3 phút mình ăn hết thôi chứ, đúng không? Ủa bây giờ thấy 3 phút anh dồn cái này vô họng cũng hết giờ. Ừ thì miễn sao 3 phút ăn hết thôi chứ giờ sao tách ra được. Ok vậy đi mà, tạm chấp nhận. Nè của anh nè. Rồi của em nè. Đây nè, tay đen. Cô Thảo nè. Đây là của anh đây. Rồi. Có thời gian chưa? Dạ. 3 phút bắt đầu. Ok. Bắt đầu. Thôi không ăn cuốn này trước ta. Anh ăn cuốn xoài trước. Cuốn gì ăn đâu. Ừ, dễ ăn quá. Tôi không tưởng có lộn hào là chưa ớt thôi. Có gì mà nó rất rớt. Không. Hồi nãy anh nha, anh tưởng anh tưởng là kẹo thối. Mà không phải ăn cái này là cái cốm gì á. Cái cốm này là anh ấy mặn miệng cái bánh nhai. Ôi bánh cá này nó chao ngon thiệt. Ôi sao như phô mai vậy, hơi có mùi chứ. Ngon hả? Ừ. Để em chọn. Có lưỡi lông không? Ờ, ăn tưởng lưỡi lông không á. Làm xong rồi cái đi nha khoa quá à. Lại cho Thảo quá. Em không nằm. Em bỏ nước không đều quá. Nhưng mà nó đẹp không có ăn được. Cái này là trứng cút nè, rau tăng nè, với lại cái gì đó. Ngon. Ngon hơn. Cái wasabi. Cái thằng bao rồi. Ôi dồi, chết ngon. Hả? Người bự không con gái không biết ăn dữ vậy? Mắc nhện ghét luôn á. Nó này là shiso với là xúc xích. Ha, nó không hiểu nha. Là mình ăn không hết cái này rồi hai đứa mình ăn cái này cuối cùng hay là sao? Mấy biết người nào ăn trước người nào ăn sau chứ, chết 2 phút rồi hả? Nghĩ thì ăn hết để hết thôi. Bắt đầu nha. Đúng không? Đỡ ăn hết. Cũng. Mà cái này anh ăn cái gì mặn mặn là muối mặn nha. Với lại cái siro nó ngọt ngọt. Mẹ lên 30 giây nữa. Anh đang giải thích cho người ta hiểu mà. Ý, của anh mà. Trời rồi mà. Ngọt ngọt. Ngọt quá. Cuốn thịt thì ăn cuốn thịt ghét em nha. Thảo ơi. Anh bỏ luôn hết rồi, lúc tay luôn. Tơi quá hả? Wasabi nữa hả? Không có đâu. Hết giờ. Hai đứa chưa hết. Hai đứa thua hết. Không. Ngưng tay. Ăn không cần biết. Ơ cà hú. Mùi gì vậy? Mùi gì vậy? Không hôn chi. Mùi gì? Mùi gì? Không biết. Hết rồi. Kệ, thua thì thua. Mình thường lâu lâu thua một lần đâu có sao. Bực mình nữa để ăn thêm mấy cuốn hết chứ. Em bây giờ mình thi thêm ăn thêm muốn đó nha. Hả? Hết giờ rồi kìa. Em ăn được nhiều hơn là em phải thắng chứ. Thì em thắng thì anh thua. Yeah. Trời ơi, mình thi một cuộc đời phải thắng các bạn
ý là nó em chơi ngu ha. Chứ là Thảo tưởng nó Thảo chơi ngu nha các bạn. Hình phạt 3 viên kẹo thúi. Gì? Ai nói? Em nói. Dạ, 1 viên à. Em mới giao. Vậy mới giao? Hồi nãy em đâu em có chơi giao. Cái gì phải giao từ đầu chứ đâu mới giao. Em thắng là em giao hay dùng? Giờ em giao thêm. Dẹp. Dẹp. Nhưng mà mới đầu nãy em đâu có nói là ăn bao nhiêu viên đâu. 3 viên hả? Ừ. Trời ơi. Em ơi. Sống làm sao mà khán giả coi được á. Trời đất ơi, sống. Hình như cái viên dễ ăn em ăn hết rồi. Tiếp đi. Em phải bỏ ở đây cho lịch sự nha. Dẹp đi, đây tự anh. Bỏ anh tay nha. 3 viên nè. 1 nè. Nút trọng được không? Không. Anh thấy cái mùi đầu tiên nó ngọt ngọt nè. Yeah. Nó ngọt. Mà anh chưa dám nhai. Cái mùi nó từ từ đấy nè. Mùi gì không? Không biết nữa, chưa biết mùi gì. Giống như cái mùi bắp cải á. Giống như bùi nó á. Cái mùi bắp cải á. Bắp cải là em nói. Bắp cải mà nó bị hư á. Bắp chứa. Anh không biết nó mùi gì đúng không nè, cho viên nữa anh biết mùi gì. Không, có viên nào trong hơn nữa không? Nghe hết rồi nè, hết rồi, viên thôi. Không, ăn ngon mà. Trời ơi. Hết bôi kẹo thúi đây rồi các bạn ơi. Hết bôi kẹo thúi rồi. Còn chịu được không? Phan, từ từ để cái mùi gì mới được. Trời ơi, ăn kẹo thúi mà ngon vậy luôn á. Anh không thấy khó ăn hả? Anh thấy nó ngon. Không, con này dưa lông nó xạo vậy nó thấy nó ngon thật á. Hay là do ăn những cái viên dễ hay sao không biết. Nó thấy nó ngon. Nó thúi mà tới đây không à. Trời ơi. Đi đi. Ở nhà anh toàn ăn những thứ như vậy không á hả? Đập cho mặt lại. Đấy bà. Cái này là gì đây? Chua chua. Cái này còn giống như mùa cam. Được không? Ừ. Anh thấy nó dễ ăn hả? Ê, cái này là phạt hay thưởng anh vậy? Anh không biết, nhưng theo anh thấy nó ngon lắm. Rất dễ nên một bịch anh ăn mình anh. Vậy là xong rồi, thử thách của Di Lâm đã xong rồi. Quá dễ dàng. Cái gì kìa? Cái gì nãy làm chọn tàn bóng tô với lại wasabi. Được xong rồi. Các bạn ơi, ngày hôm nay tụi mình đã hoàn thành xong thử thách là ăn bánh tráng trộn với các gia vị khác thường. Khác thường, chưa bao giờ ăn bao giờ. Nhưng mà ăn ngon. Không, chị Lâm ăn cả cái kẹt kẹo thối này á. Không thấy nó như Thảo trước như là chị Bùi ăn trước. Anh thấy nó bình thường mà. Anh thấy nó còn ngon nữa hả? Anh thấy nó còn ngon luôn á, anh thấy nó ngon mà. Các bạn nếu như mà còn thử thách nào mà trộn cái món ăn mà kinh khủng hơn nữa, ác hơn nữa thì các bạn hãy gửi về nha. Cho chị Lâm và Thảo. Ừ. Và bây giờ là subscribe cho tụi mình và comment ý kiến của các bạn ở phía dưới nha. Và We love challenge. Bye.